CDC Mỹ đang điều tra 180 trường hợp viêm gan bí ẩn ở trẻ em. Số ca sốt ở Triều Tiên vượt mốc 2 triệu. Cảnh báo khả năng xuất hiện biến thể COVID-19 mới tại châu Phi. Chuyển hồ sơ đến cơ quan cảnh sát điều tra, vụ tài xế vu khống cảnh sát giao thông. Từ chiều tối 20 tháng 5, nhiều nơi ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rất to. Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin trưa trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, cập nhật về tình hình các ca mắc bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân, mới đây Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ cho biết, hiện cơ quan này đang xem xét 180 trường hợp mắc bệnh viêm gan ở trẻ em đã được báo cáo trong 7 tháng qua, nhiều hơn 71 trường hợp so với báo cáo hồi đầu tháng. Trong một tuyên bố, CDC nhấn mạnh rằng, mặc dù điều này có vẻ là một sự gia tăng lớn các trường hợp, nhưng hầu hết là xảy ra trước đây với việc CDC xem xét hồ sơ bệnh nhân từ tháng 10 năm ngoái. CDC cho biết thêm, ngoài ra không có trường hợp tử vong nào được báo cáo kể từ tháng 2 năm nay và tỷ lệ bệnh nhân cần ghép gan đã giảm từ 15% xuống 9% kể từ ngày 5 tháng 5 vừa qua. Kể từ khi bắt đầu cuộc điều tra của CDC về các trường hợp viêm gan trẻ em không rõ nguyên nhân, người ta đã suy đoán có thể có mối liên hệ với virus adeno do tỷ lệ tương đối cao đã được phát hiện ở những bệnh nhân bị ảnh hưởng. Trong báo cáo cập nhật của mình, CDC cho biết virus adeno đã được phát hiện ở gần một nửa số trẻ em mắc bệnh viêm gan không rõ nguyên nhân và cho biết loại virus này tiếp tục là một nguyên nhân tiềm tàng. Nhiễm virus adeno thường không biểu hiện như viêm gan, với các triệu chứng điển hình là viêm dạ dày hoặc phổi. Tuy nhiên, viêm gan do nhiễm virus adeno từng xảy ra, đặc biệt là ở những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch. Theo CDC Mỹ, bệnh viêm gan ở trẻ em tiếp tục là một tình trạng hiếm gặp. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cần lưu ý các triệu chứng tiềm ẩn, bao gồm nôn chớ, nước tiểu sẫm màu và phân nhạt một trong những triệu chứng đáng chú ý nhất của bệnh viêm gan là vàng da. Nguồn gốc của căn bệnh viêm gan này vẫn đang được giới chức nhanh chóng nghiên cứu và sẽ sớm đưa ra kết luận. Theo Bộ Y tế, đến nay, Việt Nam vẫn chưa ghi nhận trường hợp trẻ mắc viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân. Tuy nhiên không vì thế mà chúng ta chủ quan. Bộ Y tế Việt Nam cũng đã tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát và đề nghị các đơn vị theo dõi chặt chẽ, tổng hợp tình hình, phân tích dịch tễ về bệnh này. Triều Tiên mới đây đã công bố vào ngày 20 tháng 5 có hơn 260.000 ca sốt với tổng số trường hợp vượt mốc 2 triệu ca trong 8 ngày sau khi nước này xác nhận đợt bùng phát virus đầu tiên. Hơn 263.370 người cho thấy triệu chứng sốt và thêm 2 ca tử vong được báo cáo trong 24 giờ qua. Tính tới 18 giờ ngày 19 tháng 5, nâng tổng số ca tử vong lên 65. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, tổng số ca sốt được ghi nhận từ cuối tháng 4 ở Triều Tiên quốc gia có dân số 25 triệu người, đang ở mức hơn 2,24 triệu, tính tới 18 giờ ngày 19 tháng 5. Trong đó hơn 1,48 trường hợp đã hồi phục và ít nhất 754.810 người đang được điều trị. KCNA dẫn dữ liệu từ cơ quan phòng ngừa dịch bệnh khẩn cấp. Số ca sốt hàng ngày tại Triều Tiên đang ở mức dưới 300.000 ngày thứ tư liên tiếp, sau khi lên tới mức 392.920 vào hôm 15 tháng 5. Triều Tiên không báo cáo cụ thể số trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính. Bất chấp số lượng ca sốt tăng mạnh, Triều Tiên cho biết nông nghiệp vẫn tiếp tục, các nhà máy đang hoạt động và họ đã lên kế hoạch tổ chức lễ tang cấp nhà nước cho một cựu tướng lĩnh. KCNA cho biết, ngay cả trong tình trạng phòng chống dịch bệnh khẩn cấp tối đa, hoạt động sản xuất bình thường vẫn được duy trì tại các ngành công nghiệp chủ chốt và các dự án xây dựng quy mô lớn vẫn được đẩy mạnh. Số lượng ca bệnh gia tăng cùng với sự thiếu nguồn lực y tế và vaccine đã khiến cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc cảnh báo về hậu quả đáng lo ngại đối với 25 triệu người dân của Triều Tiên, trong khi quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới lo ngại sự lây lan không được kiểm soát có thể làm phát sinh các biến chủng mới nguy hiểm hơn. Martin Williams, một nhà nghiên cứu về Triều Tiên ở Mỹ, cho biết số trường hợp sốt do chính phủ báo cáo đã giảm ở Bình Nhưỡng, nhưng lại tăng lên ở các tỉnh nông thôn. Các báo cáo không đảm bảo tính xác thực có thể không hoàn toàn chính xác. Ông nói trên Twitter rằng, tôi nghi ngờ rằng các con số không đại diện cho bức tranh chính xác. Mặc dù Triều Tiên là một trong những nước có hệ thống y tế phát triển chậm trên thế giới, với các bệnh viện có trang thiết bị nghèo nàn, ít cơ sở chăm sóc đặc biệt và không có thuốc điều trị COVID-19, không có khả năng xét nghiệm diện rộng. Tuy nhiên, khi được Hàn Quốc và Mỹ đã đề nghị hỗ trợ để lùi được bùng phát COVID-19 hiện nay, trong đó có đề nghị gửi viện trợ tới nước này, Bình Nhưỡng vẫn chưa hồi đáp Seoul và Washington. Vừa qua, ông Ahmed Orwell, quyền giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi CDC, cảnh báo rằng có khả năng một biến thể COVID-19 mới sẽ xuất hiện ở Châu Phi trong tương lai gần. Ông Orwell cho biết, sự gia tăng là một dấu hiệu rõ ràng rằng có khả năng một biến thể mới sẽ lây lan hơn sẽ xuất hiện tại châu Phi. Theo số liệu từ CDC châu Phi, lục địa châu Phi chứng kiến mức tăng trung bình 36% các trường hợp mắc COVID-19 mới trong 4 tuần qua. Với các khu vực Trung và Đông Phi, báo cáo số ca mắc COVID-19 mới tăng lần lượt là 113% và 54%. CDC châu Phi kêu gọi tăng cường thử nghiệm để xác định vị trí mà biến thể mới sẽ xuất hiện ở phần lục địa nào. Ông Orwell nhấn mạnh, chúng tôi cần phải thực hiện thêm nhiều thử nghiệm và giải trình tự gen để có thể hiểu được nơi bùng phát và xác định biến thể nào đang xuất hiện. Ông cũng kêu gọi tăng cường triển khai tiêm chủng để giải quyết dứt điểm vấn đề tiêm chủng yếu kém diễn ra trên lục địa. Ông lưu ý, chúng tôi nhận thấy rõ ràng sự gia tăng số ca tử vong do đại dịch khi các ca bệnh gia tăng trong 4 tuần qua. Năm quốc gia châu Phi báo cáo số ca mắc COVID-19 mới được xác nhận cao nhất trong một tuần qua, gồm Nam Phi báo cáo 50.404 ca, Tanzania 1.482, Namibia 1.054, Zimbabwe 910 và Burundi 817 ca. Với việc sự báo có khả năng xuất hiện biến chủng COVID-19 mới, dường như châu Phi đang vô cùng thận trọng và tăng cường mạnh mẽ các biện pháp phòng chống dịch. Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 Convidesia của hãng dược phẩm Canxin Bio Trung Quốc cho người trên 18 tuổi. WHO khẳng định, vaccine Covidesia đáp ứng các tiêu chuẩn của WHO về khả năng bảo vệ chống lại bệnh COVID-19 và lợi ích của việc tiêm vaccine này lớn hơn so với rủi ro. Như vậy, Convidesia là vaccine ngừa COVID-19 thứ 11 được WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp trên thế giới. Theo WHO, các kết quả thử nghiệm vaccine này cho thấy khả năng ngăn ngừa các triệu chứng nghiêm trọng của COVID-19 lên đến 92%. Convidesia là vaccine một liều duy nhất, tương tự là vaccine của hãng Johnson Johnson Mỹ. Trước khi được WHO phê duyệt, vaccine này đã được sử dụng ở một số quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia và một số quốc gia trong khu vực Mỹ-Latin như Brazil, Argentina, Mexico, Chile và Ecuador. Với tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến vô cùng phức tạp như hiện nay, thì vaccine đóng một vai trò rất lớn trong số các biện pháp phòng và ngăn chặn dịch. Việc bổ sung vaccine Convidesia và danh sách những loại vaccine được WHO phê duyệt sử dụng là một tín hiệu đáng mừng cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chuyển sang một số tin tức an ninh trật tự nổi bật. Thưa quý vị, liên quan tới vụ tài xế vu khống cảnh sát giao thông, mới đây Thượng tá Đào Văn Khâm, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã tiếp nhận hồ sơ sự việc do Thanh tra Công an tỉnh chuyển đến. Trước đó, Thanh tra Công an tỉnh Quảng Trị đã thành lập tổ công tác xác minh việc lái xe Lê Hữu Hiếu, sinh năm 1992, trú tại phường An Đông, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, phản ánh cảnh sát giao thông công an tỉnh này trong lúc làm nhiệm vụ đã đánh anh ta. Tuy nhiên qua xác minh, tổ công tác không tìm thấy bằng chứng Cảnh sát giao thông đánh anh Hiếu. Lái xe Hiếu cũng không đưa ra được bằng chứng nào chứng minh cảnh sát giao thông đã đánh anh ta. Không đồng ý với kết quả xác minh này, tài xế Hiếu gửi đơn đến công an tỉnh Quảng Trị. Lãnh đạo công an tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo chuyển toàn bộ hồ sơ sự việc nói trên từ tổ công tác xác minh của thanh tra công an tỉnh sang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Trị thụ lý. Đúng theo quy trình tiếp nhận đơn tin báo của công dân quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự, xử lý vụ việc theo pháp luật. Như đã đưa tin vào khoảng 15 giờ ngày 14 tháng 5, tổ tuần tra kiểm soát trạm cảnh sát giao thông Hải Lăng thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Trị trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1 phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 75C09623 do tài xế Lê Hữu Hiếu điều khiển lưu thông theo hướng Bắc Nam có dấu hiệu chở hàng quá tải vượt chiều cao nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên tài xế này không chấp hành cố thủ trên cabin và liên tục gọi điện thoại thuyết phục không hiệu quả. Tổ tuần tra đã niêm phong kéo xe về trạm trước sự chứng kiến của chủ xe và tài xế. Qua làm việc, trạm cảnh sát giao thông Hải Lăng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Lê Hữu Hiếu với lỗi chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với xe ô tô tải và lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra tải trọng của lực lượng chức năng. Lập biên bản đối với chủ xe về lỗi giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm. Sau khi lập biên bản, đến khoảng 20 giờ cùng ngày, phía tài xế chủ xe không đồng ý ký vào biên bản. Đồng thời tài xế Hiếu nói mình bị đau ở mạn sườn, chủ xe đã gọi xe cứu thương đưa đi cấp cứu ở Huế. Có thể nói năm nay là năm của bà Hỏa, khi từ đầu năm tới giờ không biết bao nhiêu vụ cháy lớn xảy ra gây nhiều thiệt hại lớn về người và của. Và mới đây nhất vào tối ngày 19 tháng 5, Hà Nội lại ghi nhận thêm một vụ cháy lớn tại Lạc Long Quân, Tây Hồ. Trong tối ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên bao trùm cả cửa hàng photocopy, quảng cáo và bán quần áo chỉ trong thời gian rất ngắn. Diện tích bị cháy khoảng 150 m2. Sau gần 3 giờ đồng hồ nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Sáng ngày 20 tháng 5, một lãnh đạo công an phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Hà Nội cho biết, vào tối 19 tháng 5, các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy kịp thời khống chế đám cháy lớn ở quận Tây Hồ. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Theo thông tin ban đầu vào khoảng 19 giờ 7 phút ngày 19 tháng 5 năm 2022, Trung tâm chỉ huy công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại ngõ 440, đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội. Trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố Hà Nội đã điều động 5 xe chữa cháy và một xe tét nước của các đơn vị gồm: Công an quận Tây Hồ, quận Cầu Giấy và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 3, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cùng hơn 40 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường triển khai chữa cháy. Cùng với đó, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng điều động một xe chỉ huy và 5 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để trực tiếp tham gia chỉ huy chữa cháy. Vừa tới hiện trường, chỉ huy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã thành lập ban chỉ huy chữa cháy triệu tập chỉ huy các đơn vị chữa cháy chỉ đạo việc trinh sát đám cháy thống nhất kỹ chiến thuật tổ chức chữa cháy nhận định tình hình đám cháy diễn biến phức tạp do chất cháy chủ yếu là các nguyên liệu dễ bắt cháy sinh ra nhiều khói khí độc vận tốc cháy lan nhanh quần áo phông bạt quảng cáo chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo các mũi khai thác nguồn nước để tổ chức triển khai chữa cháy ngăn cháy lan sang các khu vực hộ kinh doanh và nhà dân lân cận đồng thời chỉ đạo các lực lượng công an phường lực lượng các sân phòng tổ chức bảo đảm an ninh trật tự khu vực xảy cháy Đến 20 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khống chế. Qua đó bảo vệ không để ngọn lửa cháy lan sang các hộ kinh doanh liền kề và các nhà dân lân cận. Đến khoảng 22 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu, tổng diện tích xảy ra cháy khoảng 150 m2, bao gồm nhà dân và một phần diện tích của các hộ kinh doanh liền kề, hộ kinh doanh photocopy, hộ kinh doanh quảng cáo, hộ kinh doanh thời trang. Đám cháy không gây thiệt hại về người. Theo ông Đặng Hữu Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội, nhà bị cháy là nhà tạm lợp tôn cấp 4. Nguyên nhân vụ cháy đã được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Theo thống kê, chỉ trong ngày 19 tháng 5, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra hai vụ cháy. Vụ cháy trước đó xảy ra tại nhà dân ở số 41, ngõ 4, Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội, vào lúc 3 giờ 2 phút. Ngôi nhà xảy ra cháy gồm 3 tầng, kết cấu bê tông cốt thép. Điểm cháy xuất phát tại khu vực phòng khách tầng 1, có người mắc kẹt bên trong đám cháy phát sinh nhiều khói, khí độc gây ảnh hưởng đến việc chữa cháy và tổ chức cứu nạn cứu hộ. Với quyết tâm cao, lực lượng chức năng đã giải cứu được 3 người ra khỏi khu vực cháy nguy hiểm, đưa đến nơi an toàn. Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra mới đây trên đường cao tốc Trung Lương, Mỹ Thuận. Xe đầu kéo bất ngờ va chạm với xế hộp Mercedes T300, sau đó hất tung nhiều đoạn giải phân cách bê tông. Vụ tai nạn làm giao thông ùn ứ nhiều km. Theo người dân chứng kiến, tại hiện trường vụ tai nạn, vào khoảng 18 giờ ngày 19 tháng 5, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 65C12928, chưa rõ tên tuổi tài xế, điều khiển kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát 65R00607, lưu thông trên đường cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận, theo hướng từ Trung Lương về Mỹ Thuận. Khi đến đoạn km 99 800, đoạn thuộc địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, thì bất ngờ va chạm với xe mạch c 300, mang biển kiểm soát 95A06367, đang lưu thông cùng chiều. Cú va chạm mạnh làm xe Mercedes C300 nằm ngang trước đầu của xe đầu kéo, còn nhiều đoạn giả phân cách cứng bị đẩy sang phần đường ngược lại. Do nhiều đoạn giả phân cách và hai xe bị nạn chắn hết hai làn đường, nên giao thông qua khu vực ùn ứ nhiều km. Sau tai nạn, xe đầu kéo và xe Mercedes C300 hư hỏng nặng. Nhận được tin báo, công an huyện Cái Bè và các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã có mặt điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Đến 22 giờ 30 cùng ngày, hiện trường vẫn chưa được giải quyết xong. Cuối bản tin sẽ là tin tức dự báo về tình hình thời tiết tối nay ngày 20 tháng 5 và những ngày tới. Thưa quý vị, theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn, từ ngày hôm nay đến ngày 23 tháng 5, ở khắp các khu vực trên cả nước có mưa rào và rông, vùng núi có nơi mưa rất to. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày hôm nay 20 tháng 5, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa khoảng 20-50mm, có nơi trên 60mm. Từ chiều tối nay 20 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 80 mm. Từ đêm mai 21 tháng 5 đến 23 tháng 5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm một đợt, có nơi trên 250 mm một đợt. Từ ngày 24 tháng 5, mưa vừa mưa to trên diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng giảm dần mưa rông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn có khả năng kéo dài. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, từ nay 20 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5, có mưa rào và rông. Cục bộ có mưa to đến mưa rất to, với lượng mưa khoảng từ 20 đến 50mm trong 24 giờ, có nơi trên 80mm trong 24 giờ. Mưa rông tập trung vào chiều và tối. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm nay 20 tháng 5 như sau. Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và rông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Phía tây bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa to, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rông vài nơi. Riêng vùng núi có mưa rào và rông rải rác. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Tây Nguyên có mây, ngày có mưa rào và rông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Có nơi trên 31 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to. Gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Dự báo về tình hình thời tiết như trên, hy vọng sẽ giúp quý bà con và người dân chuẩn bị những phương án để kịp thời ứng phó. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin mới nhất về Covid-19 cũng như đời sống xã hội sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tới quý vị và các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.